Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 58, chuyện ba pháp, tiền thân Tayodama, ai đầy đủ ba pháp? Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc đạo sư đã kể về âm mưu ám hại. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Đề Bà Đạt Đa sanh ra làm con khỉ, ở gần dãy Hy Mã Lạp Sơn, lãnh đạo một đoàn khỉ toàn do nó sanh ra. Vì sợ chúng lớn lên sẽ tranh giành quyền lãnh đạo đàn khỉ này, con khỉ đầu đàn liền dùng răng cắn và thiến chúng, khiến hột giống bị hoại diệt. Lúc bấy giờ, Bồ Tát cũng do duyên con khỉ ấy, nhập thai vào bụng một con khỉ cái. Con khỉ cái biết thai đã thành, muốn bảo vệ thai của mình, bèn đến một ngôi rừng dưới chân núi. Khi thai đến đúng ngày, nó sinh ra Bồ Tát. Bồ Tát lớn lên, đến tuổi trưởng thành, đầy đủ sức mạnh phi thường. Một hôm, Bồ Tát hỏi mẹ: "Thưa mẹ, cha con đâu?" "Này con thân, cha con đang sống lãnh đạo đàn khỉ dưới chân núi." "Thưa mẹ, hãy đưa con đến gần cha con." "Này con thân, mẹ không thể đưa con đến gần cha con được. Cha con vì sợ các khỉ con sẽ tranh giành lãnh đạo đàn khỉ, nên dùng răng cắn và thiến chúng, khiến hột giống hoại diệt. Thưa mẹ, hãy đưa con lại đấy, con sẽ có cách." Khỉ mẹ liền đem khỉ con đến gần khỉ cha. Vừa thấy con trai mình, con khỉ cha nghĩ rằng rồi đây con mình sẽ không cho mình lãnh đạo đàn khỉ. Nay mình cần phải giết con bằng cách giả ôm hôn, rồi siết con thật chặt cho đến chết. Nghĩ vậy, nó nói: "Hãy đến này con thân, lâu nay con ở đâu?" Nói vậy, nó ôm hôn và siết khỉ con thật chặt. Nhưng Bồ Tát với sức mạnh như voi đã siết chặt trở lại, khiến các xương khỉ cha như gãy nát. Khỉ cha suy nghĩ: "Con này khi lớn lên sẽ giết ta với phương tiện nào, ta hãy giết nó trước đã." À, cách đây không xa, một hồ nước có quỷ la sát ở. Tại đấy, ta sẽ cho quỷ la sát ăn nó. Nghĩ vậy, khỉ cha nói: "Này con thân, ta nay đã già, ta sẽ giao cho con lãnh đạo đàn khỉ này. Hôm nay, ta sẽ phong dương cho con." Tại chỗ nọ có một hồ nước, trong hồ có hai loại hoa súng, ba loại hoa sen xanh, năm loại hoa sen trắng. Hãy đi hái và đem các hoa ấy về. Bồ Tát nói: "Lành thai cha thân, con sẽ mang hoa lại." Nói xong, Bồ Tát ra đi, nhưng không xuống hồ gấp. Xung quanh hồ, Bồ Tát quan sát có dấu chân, chỉ có dấu chân xuống, không có dấu chân lên. Bồ Tát suy nghĩ, cái hồ này phải có quỷ la sát trú ẩn. Cha ta không thể tự mình giết ta, muốn quỷ la sát ăn thịt ta. Ta sẽ không đi xuống hồ này, vẫn lấy được hoa như thường. Bồ Tát đi đến một chỗ không có nước, lấy đà, nhảy từ bờ bên này, hái hai cái hoa mọc cao trên mặt nước mà không dính nước, rồi hạ xuống bờ bên kia. Rồi từ bờ bên kia, Bồ Tát nhảy đến bờ bên này, theo phương thức trước, bẻ hai cái hoa. Cứ thế, từ cả hai bên bờ, Bồ Tát hái được nhiều hoa, chất thành hai đống, nhưng vẫn không xuống chỗ trú xứ của quỷ la sát. Đến khi không thể nhảy qua hồ nước hái hoa được nữa, Bồ Tát gom lấy các hoa ấy, chất thành đống, để tại một chỗ. Con quỷ la sát kinh ngạc suy nghĩ: "Lâu nay chưa bao giờ ta thấy một người nào sáng suốt kỳ diệu như vậy. Các hoa sen được con khỉ này hái như ý muốn, mà nó vẫn không xuống trú xứ của ta." Rồi quỷ la sát rẽ nước đi lên, đến bên Bồ Tát và nói: "Này khỉ chúa, trong hồ này ai có được ba pháp, vì ấy sẽ chiến thắng kẻ thù. Ta nghĩ rằng tất cả pháp ấy ngài đều có đủ." Quỷ la sát đọc bài kệ: "Ai đầy đủ ba pháp, này khỉ chúa như ngài, thiện xảo và anh hùng, đầy đủ cả trí tuệ, ngài đủ ba pháp ấy đánh bại được kẻ thù." Như vậy, quỷ la sát trong hồ ấy đã tán thán Bồ Tát với bài kệ này và hỏi: "Ngài lấy các hoa này làm gì?" "Cha ta muốn phong dương cho ta, do lý do này ta lấy hoa. Một bậc sáng suốt như ngài không nên hái hoa và mang hoa. Tôi sẽ hái và mang cho ngài." Rồi nó nhổ hoa lên và mang hoa đi theo sau lưng Bồ Tát. Con khỉ cha ở đằng xa thấy Bồ Tát liền nghĩ: "Ta giục nó đi để quỷ la sát ăn thịt nó. Nay nó lại an toàn trở về với quỷ la sát mang hoa cho nó, ta bị nguy hại rồi." Nghĩ đến đó, quả tim nó vỡ thành bảy mảnh và nó mạng chung tại chỗ. Đàn khỉ còn lại hội họp
và Tôn Bồ Tát lên làm vua. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, chúa của đàn khỉ là Đề Bà Đạt Đa, còn con trai của chúa đàn khỉ là ta vậy. Ha ha ha,